chào các bạn. Rất vui hôm nay Hoàng Gia Trầm Hương Hogita chúng tôi có điều kiện về triển lãm sinh vật cảnh ở Hải Dương. Tôi đang đứng trước một tác phẩm xanh đã hoàn thiện rồi. Tên tác phẩm là Gia Bảo của chủ nhân là Đàm Lan Viên. Và ở trên này thì có chủ nhân mới là Đào Văn Hùng, số điện thoại là 0782-082-089 ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chắc là bạn Hùng này là nhận chuyển nhượng lại. Cái mặt này là mặt trước của cây này. Rồi. Thế thì công ty Vĩnh Tân có một cái nhà hàng rất lớn nằm tại thành phố Sông Công. Thế thì có một nhà hàng như vậy, cho nên là công ty này có một quỹ đất rộng lớn như thế này để tận dụng không bỏ hoang phí về quỹ đất. Đây cái mặt này mặt sau của cây các bạn nhé. Sử dụng quỹ đất này làm cái trang trại. Chiều cao của cây này tôi nghĩ rơi tầm khoảng 1m2. Cây hoàn thiện rồi, khá mịn. Bộ cục thì là cây hai thân, nạc thịt, bệ rất đẹp. Đây các bạn, bệ đều, chảy. Sinh từ việc mà sinh ra lớn lên ở đất này, mà cũng là người nông dân phục vụ, cho nên là đã có những là mình từ hồi nhỏ, cho nên đấy các bạn nhìn cái bệ chảy mịn không? Dễ biết rồi. Tôi trở lại cái mặt trước này. Đó. Về tôi chạy các đường thân cho bạn coi nha. Đây cái phần thân chính này, trực lát. Và gà thì cái gì cấp hàng ngàn con hết. Nên và ngoài ra nữa thì các loại rau củ quả là không thiếu một loại gì, và đều là trồng theo hướng là nông nghiệp sạch hữu cơ hết. Rau thì được trồng trong nhà màng, và cái này không dùng. Ở chỗ này có cái màn hình lớn chạy giới thiệu anh em chất lượng rau xanh. Bác Dũng Tân mà cái đầu tư giới thiệu ác ghê. Nào nghe thấy Dũng Tân đây. Tận này thì bên dưới lên thì hơi siêu tí, nhưng ra bên này thì là thân hoành. Không có. Đây tôi đang ở thân hoành, tôi chuyển sang mặt sau thì review luôn cho các bạn coi. Mình có một con gà, có con vịt hay là một con ba ba mang ra thị trường với điều kiện chăn nuôi hữu cơ như thế này cũng không ai để nhận biết được, và cũng không bán được giá cao. Thế cho nên là tôi mà những ngày thực tế nuôi trồng, cho nên là tôi cây này về cơ bản hai thân bám dáng cũng hòm hòm đấy. Mỗi tội là cái thân hoành nha. Bác chủ cây bác lại tiếc quá, bác lại không làm hồi về, hồi ngọn về. Đây, ngọn bác cứ chạy tít ra ngoài. Đấy, đấy cảm giác đến đoạn này hơi không chặt lắm. Các bạn nhìn. Đấy, kể chỗ này mà, con đây con thì cá nhân mà cái ngọn mà bác hồi về thì. Cái ngọn con hoành kìa, nó hồi về phía con trực này này thì cảm giác gì nó chặt hơn. Đây là quan điểm cá nhân nha, mà tùy bác chủ cây. Cái này là gọi là tôi đi ngắm cây, tôi góp ý thế thôi, còn quyền thì vẫn là của bác chủ cây. Cái này giả thật mà đường thân lạc thế, các bạn nhìn thấy không? Thực chất đấy. Nói chung là tác phẩm đẹp. Đẹp thật. Đây tôi đang đứng ở cái mặt sau cây các bạn nhé.
Đây, cái củ ngọn của con hoành đây. Thì anh đặc biệt rất là tâm huyết con Oba, bởi vì anh thấy rằng con Oba ngày xưa thì dành cho thượng khách. Ngày nay nhiều người to này, thân này là cái thân thân hoành các bạn nhé. Triển lãm Hải Dương lần này khách khứa đông lắm, cứ tưởng là ngày thường vắng nhưng vẫn rất đông. Ngày mai kia chủ nhật thứ bảy nhật thì chắc đông nữa. Hôm khai mạc cũng đông lắm. Nói chung là triển lãm Hải Dương lần này thành công. Từ chất lượng cây, số lượng cây cũng như là về tổ chức hậu cần cũng như là về lượng người tham gia. Nói chung là thành công ở mọi mặt. Chúc mừng anh em Hải Dương nha. Cứ thế phát huy. Đó. Nếu các bạn thích tác phẩm này thì các bạn hãy liên hệ với bác chủ cây nhé. Chúng tôi cũng đang xây dựng cái kênh về chuyên review về kiến trúc nhà Việt, các kiến trúc nổi tiếng nghệ thuật của Việt Nam tại Việt Nam. Đây là kênh Nhà Việt TV. Nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc thì mời các bạn sang bên kênh Nhà Việt TV tham quan, subscribe, follow, like kênh và chia sẻ, cũng như là xem các clip mà chúng tôi review. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.